Hello, xin chào tất cả các bác quay trở lại với kênh truyền thông của Techstar Việt Nam Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi review và đánh giá chi tiết một sản phẩm Có lẽ là chúng ta sẽ thấy rất ít xuất hiện Cũng như là nói thẳng luôn là các bác sẽ chưa thấy xuất hiện đâu Đó chính là một chiếc loa subwoofer đến từ thương hiệu Nexo Made in France Ngày trước các bác đã xem em review rất nhiều những dòng loa subwoofer của Nexo rồi Nhiều lắm rồi, có lẽ chúng ta không kể lại nữa Nhưng có một chiếc loa subwoofer mà nó lại theo kiểu là thiết kế độc lạ chất âm cũng là độc lạ nữa và thông số nó cũng độc lạ nữa cơ và tính ứng dụng của nó khi mà chúng ta biết đến chúng ta nhìn thấy và chúng ta vận hành nó thì chúng ta mới thấy rằng là ừ nó có thể đáp ứng vào nhiều môi trường nhiều không gian khác nhau và cái tính linh hoạt của nó được tốt hơn và chiếc subwoofer này nếu như xét về bề ngang thì đây là một chiếc subwoofer nó phải nói là nhỏ mà lại dài nhất của Nexo Nó dài đến hơn một mét nhưng mà nó lại mỏng nhất của Nexo Nó chỉ cao đâu đó chỉ hơn găng tay thôi Vậy chiếc sub đó là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem ngay sau đây nhé Và trước mặt các bạn đây đó chính là chiếc loa subwoofer Ở Việt Nam thì các bác thường gọi là loa sub, có người thì gọi là loa siêu trầm, có người gọi là loa trầm, có người thì gọi là loa bass nhưng một ngôn ngữ tiêu chuẩn trên quốc tế thì chúng ta gọi là loa subwoofer hay còn gọi là loa siêu trầm đó. Thì với loa subwoofer của Nexo này, chúng ta sẽ có một cái tên gọi đó chính là IDS 210T. Với IDS thì chúng ta 210 này chúng ta sẽ có hai phiên bản, một là IDS 210 i và 210T. 210 i tức là install. Nó giống y chang như thế này nhưng nó sẽ bỏ đi các hạng mục như sau, đầu tiên là tai sách không có tai sách này, này sẽ không có, hai nữa là những cái cọc tấm loa ở phía trên này chúng ta cũng không có nữa và tiếp đến nữa là cái dây rắc sẽ được làm thẳng vào loa và chúng ta sẽ phải đấu bằng cách là hàn hoặc là chúng ta sẽ phải đấu nối bởi vì là hãng Nexo dòng install họ sẽ làm sẵn cho chúng ta cái dây rồi nhưng với Touring, đây là bản T, Touring chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ nhất Touring là cài đặt cơ động hay còn install thì chúng ta là cài đặt cố định thì bao gồm là có tai sách có cọc cắm loa có rắc Newtrix NL4 ở phía sau với tiêu chuẩn đấu nối của chúng ta là một cộng 1 trừ với toàn bộ thương hiệu của Nexo. Vậy là với phiên bản subwoofer của Nexo này IDS 210T này, chúng ta sẽ có những cái điều gì đặc biệt thì chúng ta sẽ phải quan tâm ngay đâu bây giờ nhé. Nhìn vào phát đầu tiên đã. Các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là dài. Đây. Em có thể lấy tay của em em, em ôm cái con súp này không hết thì các bác sẽ dễ hình dung hơn. Đây, 2 4 6 8 10. Nó sẽ rơi vào đầu khoảng hơn 1 m, 1 m 05 phân. 1 m 05 phân. Đây là một cái uh, chiếc loa súp phải nói là <laughs> rất là dài. Ngày trước các bác xem em review đó chính là con súp uh, IDS 110T. Với con 110T nó chiều mỏng nó giống y chang con này và nó cắt đi một nửa. Các bác cứ để ý con IDS 110T nhá, giống y chang cái này, cắt đi một nửa đến đây là con IDS 110T. Và con IDS 20 này chính là gấp đôi hai con đấy, đặt cạnh nhau không khác một tí gì cả về chiều cao các bác có thể nhìn thấy nó chỉ rơi vào đâu đó đậu khoảng tầm cỡ 28 phân thôi em nghĩ tầm 28 30 phân tầm đấy vậy là chiếc loa sấp woofer này rất là mỏng chiếc loa sấp này chúng ta có thể đút vào bất cứ một cái gầm kệ gì đó gầm bàn gầm ghế thậm chí là gầm giường hay là chúng ta có thể treo ngược nó lên trên trần ở những cái môi trường ví dụ như là những cái quán lao hay những cái mô hình về pub về quán cà phê thì chúng ta không có cái diện tích để chúng ta có thể để được cái loa subwoofer ở dưới mà chúng ta phải kiếm chỗ để để loa subwoofer thì chúng ta có thể treo lên và đặc biệt nữa là chiếc loa subwoofer này chúng ta cũng có thể dựng lên theo phương nằm dọc để chúng ta có thể nhét vào những cái khe những cái khe tường hay là có những cái nơi mà chúng ta có thể bố trí cho chiếc loa subwoofer này rất nhỏ gọn nó nó chỉ như kiểu dạng là một cái cột cột đứng lên kiểu hiểu như vậy hay là giống như một cái bình hoa chúng ta tưởng tượng như vậy để các bạn dễ hình dung và chiếc loa subwoofer của Nexo này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế như các bác có thể nhìn thấy đây thì mặt trước chúng ta sẽ được thiết kế bởi 1 hai, 3 ba cái lỗ thoát hơi như thế này hay còn gọi là lỗ thoát âm thì nó đúng hơn, đồng nghĩa là vừa thoát hơi và vừa thoát âm. Nhưng với chiếc loa subwoofer của Nexo IDS IDS 210 này, em không tháo ở trong ra nhưng nó sẽ có hai hai cái bát chéo nằm ngay đây. Hai cái bát loa chéo chéo nhau nằm ở đây và cái hướng của mặt của loa bát nó sẽ hướng vào đây và nó thổi ra giữa này đấy là thoát âm của mặt trước của loa bát và thoát âm của hai mặt sau của loa bát thì nó thốt thoát ra hai bên này và cái thùng này nó thiết kế theo kiểu dạng là chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy nhiều ở những cái lòng loa xúc kép bát 50 hay là bát 21 in là chúng ta sẽ có một cái thiên hướng là hai cái bát mặt bát úp vào nhau đánh ra phía trước và hai lỗ thoát hơi ở phía sau điều này nó giúp cho chiếc loa xúc của chúng ta đánh vô cùng áp lực đánh mạnh mẽ luôn với chiếc loa woofer IDS 210T này thật sự với các bác là chúng ta sẽ không tưởng tượng được sức mạnh của nó mang tiếng là đây là chiếc súp woofer hai bát 10 inch tức là chúng ta chỉ biết đây là chiếc sub có hai bát 25 cm thôi sub hơi mà bát 25 cm là rất hiếm đúng đúng rất ít bình thường chúng ta gia đình của chúng ta các bác chơi những cái dòng loa sub gọi là sub điện đi cũng phải là bát 30 hết rồi bát 12 inch à nhưng mà với Nexo thì họ làm ra những chiếc hoa súp của chúng ta vô cùng đặc biệt Và cái nước sơn phủ lên đây thì chúng ta sẽ thấy là một cái lớp sơn nhi si, si gọi là si nhám không hẳn bóng hẳn Nếu như các bác mà đã thêm em xem em review những cái dòng Nexo PS và LS súp Thì nó giống như thế này Nước sơn giống nhau hoặc là LS18 Thì nước sơn y chang như vậy Không khác một cái gì cả Đấy là về nước sơn Cái nước sơn này giúp chúng ta có một cái gọi là nhìn vào nhìn rất là đẹp nó không phải bóng bẩy hay là không phải nó cũng không phải lì quá đâu nhưng mà nhìn nó rất là sang. Với nước sơn này rất là bền, phải nói là cực kỳ bền. Nhìn thì chúng ta cảm giác là dễ xước dễ hỏng nhưng mà nó vô cùng bền. Những cái dòng loa PS của chúng ta thì các bác sẽ có thể thấy thấy rằng là nó rất bền về cái vỏ loa. Tiếp đến là các bác có thể nhìn thấy là đặc biệt là Nexo họ có những cái thanh chắn như thế này. Thanh chắn trên này trên trên chiếc loa shop này thì cái thanh chắn này nó cũng giúp cho cái đáp tuyến phase của chúng ta hay còn gọi là cái tần số khi mà chúng ta đưa ra khỏi cái thoát hay gọi là lỗ thoát hơi này nó cũng làm tốt hơn nữa tuy rằng một cái thanh này đặt vào đây ngoài vẻ làm cho đẹp thì nó lại có tác dụng liên quan đến chất âm hay còn gọi là liên quan đến âm thanh hay âm học của cái thùng loa này phát ra đấy là những cái yếu tố chúng ta nhận xét thêm còn đây là một sự tính toán nghiên cứu của kỹ sư của hãng chúng ta cũng không phải bàn về quá nhiều nữa và có một điều lưu ý là với dòng sub này thì nó thuộc series ID series. Với ID series của chúng ta sẽ bao gồm như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ có là IDS 110. Chúng ta sẽ có IDS 210 đang nằm đây và chúng ta sẽ có IDS 312 nữa. Đó chính là nói về loa subwoofer. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ nói về loa full range. À đâu, con con sub dòng IDS chúng ta sẽ có một con nữa cơ. Con nhỏ nhất nữa, đó là con IDS 108 đấy là điều điều mà chúng ta lại còn ngỡ ngàng nữa với con súp bé tí đấy nhưng mà em nghe rồi con đấy thì chúng ta chỉ theo dạng là mít lâu thôi chứ không được gọi là loa loa nó xuất súng quá siêu trầm bát nó nhỏ quá mà đó và về dòng full lên full lên thì chúng ta sẽ rõ id thì tiện đây em nói luôn cho các bác để các bác dễ hình dung với series id chúng ta sẽ có id 14 id 24 và id 84 vậy thôi chấm hết không có nhiều vậy là với giải series id của chúng ta cũng vô cùng nhiều sản phẩm và cái điều mà chúng ta đáng quan tâm là cái thông số kỹ thuật của con loa này đúng không Trước khi đi vào thông số kỹ thuật của con loa này em sẽ cho các bác xem đằng sau con loa này nhé Ở hai mặt hai bên thì nó không có gì cả nó giống y chang như thế này và nó chỉ có tay sách thôi bởi vì con subwoofer này nó rất là dài nên em không thể quay ngang luôn được Ở bên trên chúng ta sẽ có một cái hộc cắm cái cọc loa để chúng ta có thể thêm một cái loa ở phía bên trên và đằng sau đây đằng sau thì thiết kế <laughs> hãng Nexo làm rất hay à, với phiên bản IDS110 thì chúng ta sẽ làm cái này một nửa Đấy, một nửa như này và nó vát theo kiểu đúng một nửa này luôn nhưng mà với hai một không đúng là như kiểu là đang sum lại hai chiếc xúc vào nhau nhìn rất là đẹp và được bắt ở giữa như thế này các bác có thể nhìn thấy một cái học ở đây chúng ta sẽ bao gồm là hai cái vị trí đấu rắc loa vào đây bao gồm là nl 4 vừa ngay từ đầu em nói rồi và tiêu chuẩn đấu nối của chúng ta là một cộng một trừ ngoài ra chúng ta sẽ có những cái thông số series number kiểu đấu nối và tiếp đến nữa là những cái thông số về cơ bản của nhà hãng thôi xuất xứ các thứ không có gì cả với loa subwoofer nói thật với các bác là review để cho các bác xem để các bác nhìn thấy thực tế thôi chứ còn để mà nói ra nó không có cái gì để chúng ta có thể nói nhiều như có loa full range đâu ví dụ như loa full range thì chúng ta sẽ còn bảo là có phân tần này có driver bass driver treble rồi nó có nhiều thứ lắm nhưng mà với loa subwoofer thì có lẽ là cái điều mà chúng ta đáng quan tâm nhất đó là chất âm chất âm đem lại nó như thế nào nó có phù hợp không nó có mềm mại không hay là nó cứng nó có áp lực không hay nó nông đấy cái kiểu chúng ta mô tả trong âm thanh nó nó là một cái ngôn ngữ kiểu như vậy và chúng ta bây giờ sẽ đi vào thông số kỹ thuật Với con Nexo IDS210 này chúng ta sẽ có một cái giải tần số đáp tuyến đầu tiên chúng ta đáng quan tâm là từ 43Hz đến 120Hz Vậy chúng ta nghĩ ngay trong đầu là 43Hz đánh rất nông đúng không? Nghe nghĩ là nó nông đúng không? Nhưng trên thực tế khi mà chúng ta nghe con sub này thì nó không nông đi nào cả. Nó rất sâu Không hiểu Và Tóm lại là âm thanh thì nó làm cho chúng ta có cảm giác nghe thăng hoa hơn Nghe chúng ta nghe cảm giác bằng đôi tai Cảm giác là nhiều đương nhiên mà để chúng nó nói phân tích theo cái kiểu dạng mà nó xuống hẳn siêu trầm thì nó không thể có được đấy là em nói rõ luôn nhưng nó làm cho chúng ta nghe cảm giác xuống rất sâu quánh rất lực luôn con súp này hai bát 10 inch thôi mà đánh xin lỗi các bác là đánh rung được nhà rung thật luôn bình thường mà để đánh rung được ít nhất phải con súp đơn 18 in mới rung được nhưng con này nó cũng rung được đấy. và chúng ta sẽ có một độ nhạy ở một bát một mét đó chính là 103 trăm và peak đạt được là 131 trăm với một cái thông số như thế này với một cái độ ồn như thế này chúng ta nói là độ ồn để ben như thế này thì đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của chúng ta bao gồm giải trí gia đình thậm chí là lắp những cái phòng lao ba cái lắp nhỏ thì chúng cũng có thể chơi được những dòng loa subwoofer như thế này với khả năng đáp ứng tốt và thiết kế nhỏ gọn như thế này được nhỏ gọn nó dài nhưng mà nó lại rất là mỏng chúng ta có thể dựng lên được dựng lên vào bất cứ một môi trường nào hoặc chúng ta đút xuống gầm những cái gầm tủ kệ chúng ta vẫn sử dụng bình thường lỗ thoát âm ra đằng trước nên hoàn toàn an tâm kể cả mặc dù chúng ta có thể đút tất cả vào một cái cái học học đi chăng nữa mà nó cứ thò được cái mặt ra thì là vẫn là vô tư Đấy là một điều chúng ta đáng quan tâm Và tiếp đến nữa là để chạy cho được chiếc loa subwoofer này chúng ta sẽ cần cung cấp một nguồn năng lượng là từ 800w đến 1300w ở trở kháng 2 ohm <laughs> Lần đầu tiên một con xúc kép ở đây được gọi là xúc kép 2 bát uh, 25 đấy, 225 xúc kép đấy 225 mà là chạy ở trở kháng 2 ohm Vậy là tối đa cho một chiếc âm Free Fire để chạy được cho chiếc xúc phương này chúng ta chỉ dùng được một kênh thôi của một âm ly thôi là chạy cho một chiếc thôi chứ không chạy được hai chiếc cùng lúc một chiếc duy nhất và những chiếc âm ly fire chúng ta phải có hiệu năng cực kỳ tốt bởi vì trở kháng của nó là thấp nhất hai ôm nếu như chúng ta mà sử dụng 3 bát 8 18 inch đi ở 8 ôm thì chúng ta chỉ vẫn là 2,7 ôm thôi nhưng mà với con này thì chúng ta phải tụt xuống đến hai ôm là mặc định luôn rồi nên là âm ly của chúng ta cũng phải lưu ý và hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng hai phương án một là đồng bộ của thương hiệu Nexo với những cái chiếc âm free fire của chúng ta như cái dòng 4 nhân à, uh, 1 mk2 là chạy được rồi 4 nhân 1 4 nhân 2 và 4 nhân 4 bởi vì là nó là trở kháng 2 ôm nên là công suất của nó sẽ được tự động tăng lên khi mà chúng ta đấu nối âm ly ngoài ra chúng ta có thể sử dụng với âm ly được tích hợp solo và Presa của Nexo đó chính là LEA Professional đến từ Mỹ chúng ta có thể sử dụng tốt được cho chiếc loa subwoofer này đấy là về toàn bộ những cái gì mà thông số kỹ thuật ngoài ra nữa một chiếc loa sub này một mình chúng ta sẽ hơi khó bê bởi vì cân nặng của nó là 37 kg vậy là vừa vừa dài cũng vừa nặng nữa nên là cần phải hai sức người để có thể à, nâng được em nó lên à quên mất chiều sâu của chiếc loa sub này nó sẽ rơi vào độ khoảng tầm cỡ 50 cm các bạn hơn 50 cm một tí à, vậy là chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể đưa là rất nhiều các vị trí khác nhau vậy là cái loa subwoofer này chúng ta có thể phối ghép với những dòng loa nào của NEXO thật sự với các bác là với NEXO thì chúng ta sẽ có một cái cái chia sẻ như thế này à với hãng thì họ làm ra mỗi một series họ đều có loa subwoofer và loa full range cho chúng ta để chúng ta có thể là đang nói đến tới là tính đồng bộ từ từ cái loa full range đến cái loa subwoofer để cho nó có một kiểu thiết kế chúng ta nhìn bắt mắt với nhau ví dụ chúng ta cứ thấy là PS là phải đi với LS sub à, P thì chúng ta cứ nhìn thấy với con súp, uh, súp lò đấy rồi là ID thì thì lại có súp của ID đấy là chúng ta sẽ có một cái thiết kế gọi là đồng bộ về ánh mắt nhìn nhưng với loa subwoofer thì các bác hoàn toàn có thể lựa chọn chiếc loa subwoofer theo cái cái kiểu nghe của mình em nói là kiểu nghe nhé nó đơn thuần đơn đơn thuần thôi nếu như mà các bác thích kiểu mềm mại Thế kiểu dạng là nó đánh tiếng súp nó rừm rì đấy, đấy kiểu kiểu như thế Thì chúng ta nói nôm na ngày xưa chúng ta hay nghe đó là con súp LS600 Nhưng mà chúng ta muốn đánh gọn, chúng ta muốn đánh một cách lực, bạo lực Thì chúng ta chọn con L15 Đấy kiểu kiểu như vậy nên là hoàn toàn chúng ta có thể phối ghép nó là một chuyện bình thường Full range thì chúng ta nghe nó cũng phải phụ thuộc có rất nhiều dòng loa ví dụ như là chúng ta nghe thấy ừ tôi nghe thấy cái loa này chúng ta thấy nó mềm mại tôi nghe thấy nó thướt tha tôi nghe thấy tí tách lắm thì tôi thích Chứ chưa phải là chúng ta cứ thấy là ừ cứ cứ loa súp này chúng ta có thể mặc mặc định là đi theo nó, mặc định là hay luôn rồi. Ví dụ như chúng ta thấy con ID series này, nó mà đi với con ví dụ như là ID 24 thôi là nó lại còn dư sức. Vậy là nếu theo theo một cái tiêu chuẩn của hãng, chúng ta đang nhận xét như sau. Vậy là ID series của chúng ta chỉ bao gồm những model loa full range như sau. ID 14, ID 24 và ID 84. ID 84 mà chạy với con súp này thì con súp này cũng sẽ đuối. Mà ID 24 Mà chạy con súp này thì con súp này dư Mà ID 24 thì chạy với con ID 100T thì lại là vừa Vậy là con súp này chúng ta Nếu mà tính theo giải của Nexo thì đang thiếu một con loa full để chạy cho nó Đúng đúng Nếu là như thế này thì chúng ta sẽ phải là ra mắt tương lai đây là đoán khéo khéo anh Nexo khéo anh kỹ sư của Nexo mà nghe được cái clip này của em thì cũng lưu ý cho em nhé đó là chúng ta sẽ phải ra mắt một con loa full range đó là ID 44 <laughs> Đấy, tức là 4 bát 4 inch thì nó sẽ ăn khớp với con này luôn. Bây giờ chúng ta mới có 24, 24 thì lại ăn theo với con là 110 thì chúng ta phải nhân đôi lên, đó là 44 thì ăn với con này 210 này. Các bạn thấy hợp lý không? Đấy. Bác kỹ Dư nên rồi lưu ý nhá. <laughs> Nói vui vậy thôi. À, những dòng loa này thì các bác có thể phối ghép hoàn toàn với những dòng Nexo P series bao gồm là P10 và P8 trở xuống. Các bác lưu ý nhá. Hoặc là chúng ta có thể ghép với những cái dòng loa Nexo là dòng FPS EPS chúng ta có thể ghép từ EPS 12 giờ xuống bởi vì dòng EPS thì chúng ta có mức công suất thấp hơn đó đó là về toàn bộ chiếc uh, loa subwoofer này chiếc loa subwoofer này với có giá bán đúng không giá bán hiện tại em nhớ không nhầm mà đâu đó nó cũng phải rơi vào đầu khoảng tầm cỡ uh, hình như là tám suýt tám chục thì sao không? tầm đấy cũng đang mua đấy các bạn như thế là rẻ rồi với Nexo mà xúc kép hai bát hai uh, với mức giá như vậy là chúng ta sẽ thấy là hợp lý và tiếp đến nữa là chúng ta sẽ thấy là với một thiết kế đẹp gọn đa năng lắp được nhiều mục đích đa dạng khác nhau thì chúng ta sẽ thấy là tuyệt vời với hãng chất âm là em nói luôn với các bác là nghe rất ấn tượng em nói là từ ấn tượng nghe ảo phải nói là chúng ta nói là từ ảo với nexo thì loa súp họ làm chúng ta đều rất là ngỡ ngàng và nếu như mà các bác quan tâm đến những cái dòng loa subwoofer này để anh em có thể tư vấn cho các bác làm sao cho nó phù hợp với những cái không gian, những diện tích và khả năng phối ghép những cái dòng loa, những cái dòng âm ly làm sao nó phù hợp để khai thác được tối đa của chất âm này. Thì các bác có thể qua trực tiếp của showroom của Tech sao tại địa chỉ số 7 dãy B2 số 24 giờ Tô Hữu Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Đối diện chợ Hoa Vạn Phúc hay còn gọi là chợ đồ cũ Vạn Phúc đấy ạ. Hoặc các bác có thể liên hệ qua hai số hotline của bên em đó chính là 0942979696 hoặc ba 469 555 để anh em tư vấn cho các bác làm sao phù hợp và hay nhất với Nexo các bác nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào những clip tiếp theo. Xin chào. Tech Sao Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp, tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy 72, shop house 24 giờ Tối Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942979696, 0933469555 hoặc truy cập website techsound.vn